Donald Trump trả lời thế nào khi người biểu tình Hồng Kông phất cờ Mỹ? Giữa tháng 8 năm 2019, giới chống đối đã lợi dụng các diễn biến vừa nêu để tuyên truyền chống chế độ, kêu gọi học tập Hồng Kông làm cách mạng đường phố ở Việt Nam chủ yếu theo bốn hướng. Trong hướng tuyên truyền thứ nhất, họ đưa ra một cái nhìn kiểu chiến tranh lạnh. Theo đó, Hồng Kông phương tây và chính bản thân họ đang đứng cùng một chiến tuyến chung để chống trung quốc và chống cộng gọi là thế giới tự do trên cơ sở đó họ gộp chiến tranh thương mại của donald trump phong trào biểu tình của hồng kông và phong trào chống trung quốc của họ lại là một để tạo ảo tưởng rằng họ là một lực lượng đang chiếm thế thượng phong trên toàn cầu rằng mỹ và hồng kông sẽ giúp họ thoát chung và lật đổ nhà nước để duy trì ảo tưởng về một mặt trận chung. Họ kêu gọi giúp đỡ người biểu tình Hồng Kông bằng cách tẩy chay các diễn viên Trung Quốc tuyên bố ủng hộ cảnh sát chống biểu tình. Nhóm zombie Nguyễn tại Nhật thậm chí còn đổi tên fanpage của mình thành chống Trung Cộng và định dơ biểu ngữ ủng hộ Hồng Kông khi đi biểu tình phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm bãi tư chính. Thịnh Nguyễn dự định chiếu tại Hà Nội một phim tài liệu về phong trào dù vàng năm 2014 sau khi phim này được chiếu tại quán cà phê Sài Gòn Live, thành phố Hồ Chí Minh. Trong hướng tuyên truyền thứ hai, họ biện hộ cho các vụ bạo động và tình trạng hỗn loạn kéo dài của người biểu tình ở Hồng Kông gây ra. Chẳng hạn, Trịnh Hữu Long viết rằng bạo động phát sinh không phải do phong trào mà do chính quyền đẩy người dân vào bước đường cùng. Nếu biểu tình diễn ra ở Việt Nam thì bạo động còn lớn hơn. Lê Nguyễn Duy Hậu viết rằng, thành phố Hồng Kông là của Hồng Kông, người Hồng Kông có quyền gây hỗn loạn để bảo vệ quyền làm chủ của họ, người ngoài không có tư cách phê phán. Trong hướng tuyên truyền thứ ba, họ dè biểu rằng với ý thức chính trị thấp, người Việt Nam chỉ biết kiếm tiền, ăn chơi và vun vén trong gia đình. Trong khi, với ý thức chính trị cao, người Hồng Kông sẵn sàng đổ máu cho tự do, từ đó họ kích động độc giả sẵn sàng hy sinh như người Hồng Kông để lật đổ chế độ. Trong hướng tuyên truyền thứ tư, họ kêu gọi học tập các chiến thuật mà phong trào ở Hồng Kông đang sử dụng như tổ chức cuộc biểu tình của các bà mẹ, giới giáo viên, giới công chức, giới linh mục, làm truyền thông bằng hình ảnh đẹp và thái độ ôn hòa, đồng loạt rút tiền khỏi ngân hàng, ủng hộ hoặc tẩy chay giới ca sĩ, diễn viên tùy theo thái độ của họ với phong trào và với chế độ sau khi xem xét vấn đề chúng tôi đưa ra ba ý kiến thứ nhất thay vì coi những người biểu tình hồng kông như đồng đội trong cuộc chiến chống cộng của thế giới tự do dường như tổng thống mỹ đang coi họ như một món hàng thứ hai khi bậu sậu luật khoa đã bảo vệ quyền bạo động của người biểu tình hồng kông họ phải ngừng khen hồng kông ôn hòa và tỉnh táo thứ ba ai thích đổ máu thì tự đi mà đổ đừng dùng máu của người khác để nuôi tham vọng chính trị của mình